hơi người hơi một người làm đó mà nói cho người xin để tội thấy không? Ông thấy không? Ông thấy không? Ông thấy không? Mày gì thấy không? Để đi làm sung sướng quá lại thân đó, một người thuê có một người thôi mà thấy cứ như họ thuê người làm mà báo cho người với lại đấu giá nhau tội lắm bởi mấy người cái giá nào rẻ chịu hả bởi vì thấy tội nhiều đi. Tất cả các xe mình khóa lại nghe yeah, thank you. Đây là những người gọi là đất nước người ta khổ quá cho nên người ta mới vượt biển qua đây, vượt biên hay là vượt biên chứ không vượt biển, bởi vì Mexico chưa chở chút nữa cho đủ luôn. Chạy chút. Là người ta là ở chỗ này là ta kiếm việc làm, là chỉ mong chờ hy vọng một cái điều nào đó nó tới với ta may mắn. Thật sự ra thì dầu cái hy vọng nó rất là mong manh, tuy nhiên cũng có lăn trà trộn vào trong cái nhóm người di cư này cũng có những thành phần xấu để làm cho mang tiếng cả chung một cái tập thể. Nhưng mà với như vậy chúng ta bỏ hết cái tập thể được. Là chúng tôi lâu lâu thì nhé coi cái ai cái tiếng mẹ em nói gì vậy cô? Không sao, 5 phút rồi tới. Dạ. Yeah. Nói mời hết bạn bè qua đi. Hôm nay là ngày 30 Tết. Giờ này ở tại quê nhà là lễ giao thừa. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cố gắng đầu năm làm những điều cho thật là tốt. Nhưng mà cố gắng giờ phút giao thừa ở tại quê nhà thì ở tại nơi quê thứ hai này chúng tôi lại Ok, mở hộp kia ra, để nó mở ra, chỉ nó. Người ta đâu có biết ăn chay nên vậy mà làm một que bịch thịt kho hột vịt nè, rồi xào nè, cơm trắng nè, chuối nè, nè, thêm nước. Thank you.
đâu dễ thương. Mình thấy người ta đói, người ta ăn cơm thấy rất dễ thương không? Rất là... sao không ra ăn được cơm? Đây là cơm rồi. Họ nói bụng ha, họ muốn ăn, họ nói siêu ti chứ có đâu, siêu ti nó tán đồng cho mình cho nữa. Họ nói vậy là không muốn ăn sớm. Yeah. Sao gặp lại nữa. Qua qua nước Mỹ là có người quen ha. Trong này chứ không vô. Thầy giáo.
Thế rồi, rồi, thế rồi, thế rồi, thế rồi, thế rồi, thế rồi, mấy là tao kết là mua nước luôn á chứ. À. Vô vô kêu họ phải nước ngọt đây, họ xin nước ngọt. Đó kêu họ lại cho nước ngọt đi chú ơi. Vô. Đây này lấy nước ngọt. Hai con chim kìa. Họ thích nước ngọt lắm. Họ làm nặng đó. Họ rất thích nước ngọt. Nhưng mà chẳng phải như mình sợ nước ngọt đâu. Bởi vì mình sợ nước ngọt mình. Thank you.
Vậy đó. Rồi, thôi cho mình gom về.